Thắng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin đáng chú ý được phát sóng trong bản tin 18 giờ 30 phút chiều nay, thứ sáu ngày 21 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp không thường lệ để xem xét, quyết nghị một số vấn đề quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo đó, kỳ họp đã xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án đường DT384B có quy mô vốn gần 1.000 tỷ đồng, dự án cầu Hải Hưng kết nối với tỉnh Hải Dương, quy định về mức kinh phí hỗ trợ giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học. Cụ thể, giáo viên mầm non, tiểu học có quyết định tuyển dụng viên chức và những đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập của tỉnh, có cam kết thời gian giảng dạy tối thiểu 10 năm, còn thời gian công tác tối thiểu bằng thời gian đã cam kết được hỗ trợ với mức là 108 triệu đồng với giáo viên tiểu học và 162 triệu đồng với giáo viên mầm non. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên đã giải ngân hơn 40 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng ưu đãi cho vay nhà ở xã hội. Kết quả này đã đưa tổng dư nợ cho vay ưu đãi để mua, thuê nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở trên địa bàn tỉnh đạt gần 280 tỷ đồng với gần 800 khách hàng còn dư nợ. Đối tượng được vay vốn gồm người có công với cách mạng, người thu nhập thấp, hộ nghèo, hộ cận nghèo tại khu vực đô thị, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan đơn vị thuộc Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân, cán bộ công chức viên chức. Lãi suất cho vay hiện tại là 4,8% năm. Thời điểm này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh đang tập trung giải ngân nguồn vốn được phân bổ theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn, hiệu quả. Toàn huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên hiện đang có khoảng 2.000 hội viên, hộ gia đình tại 4 xã là Tân Dân, Ông Đình, Thuần Hưng và An Vĩ thực hiện xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm vi sinh bản địa IMO. Các nguyên liệu để tạo men vi sinh IMO đều có chi phí thấp, dễ kiếm như nước men giống, men rượu, cám gạo, sữa chua, chuối chín, nước sạch và đường nâu. Nguyên liệu chỉ cần trộn đều, ủ trong thùng nhựa có nắp đậy, mỗi ngày mở nắp khuấy một lần, sau 7 ngày có thể sử dụng được. Tùy theo mục đích của người dùng, từ men này có thể pha loãng với nước sạch, làm nước xịt khử mùi hôi cho không khí, có thể dùng ủ phân bón vi sinh hoặc chế tạo thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ. Với cách làm này, trung bình lượng rác thải trong một ngày của một hộ gia đình giảm phát thải môi trường trên 50%. Hiện nay, trên tuyến đường DH14 dẫn vào các khu xử lý rác thải đoạn qua địa bàn xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tiếp tục tái diễn tình trạng đổ trộm phế thải nguy hại, phế thải công nghiệp gây ảnh hưởng lớn đến môi trường và gây mất an toàn giao thông. Phế thải được đổ trộm chủ yếu là các loại kính vỡ, mút xốp, cao su, nằm trong danh mục chất thải nguy hại cần được thu gom và xử lý theo đúng quy trình để đảm bảo an toàn. Hàng năm, từ nguồn ngân sách, Ủy ban nhân dân xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm đã tổ chức vận chuyển để mang đi xử lý nhiều lần, nhưng tình trạng trên vẫn không hề thuyên giảm. Hành vi đổ trộm phế thải công nghiệp ra đường không phải hiện tượng mới, nhưng chỉ có điều tại một số nơi tình trạng trên diễn ra ngày càng nghiêm trọng và các cơ quan chức năng, cấp chính quyền cơ sở chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn dứt điểm. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương cho biết đang triển khai đề án xây dựng sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh và thành phố. Đề án sẽ liên kết, kết nối các sàn thương mại điện tử địa phương với nhau và với các sàn thương mại điện tử phổ biến, tạo nên một môi trường kết nối giao thương đa chiều hiệu quả. Sàn thương mại điện tử hợp nhất 63 tỉnh thành hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ phát triển thương mại điện tử, kết nối các sàn thương mại điện tử địa phương trên cả nước về một địa chỉ. Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2023, từ nay đến 17 giờ ngày 30 tháng 7, thí sinh được đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể. Muộn nhất đến ngày 25 tháng 7, các trường đại học phải cập nhật thông tin về điểm sàn nhận đăng ký xét tuyển theo phương thức điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ. Tuần lễ văn hóa Linh Thiêng Đồng Lộc diễn ra từ ngày 20 tới ngày 27 tháng 7 năm 2023
tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Trong đó, triển lãm Hà Tĩnh Điểm Hẹn là nơi quảng bá giới thiệu các địa điểm sản phẩm văn hóa du lịch tỉnh Hà Tĩnh diễn ra tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 7. Chương trình nghệ thuật Cõi Thiêng Đồng Lộc nối mạch nghìn năm kỷ niệm 55 năm chiến thắng Đồng Lộc, 55 năm chiến tích làng K 130 do Báo Nhân Dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức đêm ngày 22 tháng 7. Ngoài ra còn có lễ thắp nến tri ân cấp tỉnh tại khu di tích ngã ba Đồng Lộc, lễ giỗ lần thứ 55 của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, khánh thành di tích quốc gia làng K 130. Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2023 sắp diễn ra từ ngày 4 tới ngày 6 tháng 8 đang nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều công ty lữ hành và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều công ty lữ hành đã công bố đa dạng gói kích cầu du lịch lên tới 50% nhằm phục vụ người dân và du khách trong dịp này. Cụ thể, các doanh nghiệp du lịch gồm Bến Thành Tourist Saco, Sài Gòn Tourist, Vietchero, Vietlux Tour đã giảm giá đến 31% chương trình du lịch nội đô khám phá những công trình kiến trúc quan trọng có giá trị về mặt lịch sử văn hóa ngay giữa lòng thành phố. Ngoài ra, hàng trăm điểm tham quan nhà hàng, cơ sở lưu trú, đơn vị chăm sóc sức khỏe trên địa bàn sẽ giảm giá từ 5 đến 50% dịch vụ giá vé. Và đặc biệt, hãng hàng không Vietnam Airlines giảm giá vé lên đến 82% từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 23 tháng 12 năm 2023 cho các công ty du lịch để xây dựng chương trình chọn gói trên tất cả các chuyến bay nội địa đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Tiếp tục với phần tin quốc tế. Do lo ngại nguồn cung trong nước sụt giảm vì thời tiết không thuận lợi, Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại gạo trắng. Thông báo từ chính phủ Ấn Độ nêu rõ lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ nêu rõ, để đảm bảo nguồn cung gạo trắng và giảm thiểu nguy cơ tăng giá trên thị trường, chính phủ Ấn Độ đã điều chỉnh chính sách xuất khẩu. Tại thị trường Ấn Độ, giá bán lẻ gạo đã tăng 11,5% trong năm qua và 3% trong tháng qua. Ấn Độ là quốc gia cung cấp hơn 40% gạo xuất khẩu trên thế giới, nhưng lượng tồn kho thấp đồng nghĩa rằng quyết định giảm xuất khẩu có thể khiến giá lương thực thế giới tăng. Cư dân tại một số khu vực ở thủ đô Berlin của Đức ngày 20 tháng 7 đã được cảnh báo phải ở trong nhà khi cảnh sát địa phương đang cố gắng truy tìm một con vật được cho là sư tử cái sống chuồng. Cảnh sát Đức nhận được tin báo từ người dân với hình ảnh một con sư tử đang rượt đuổi con lợn rừng. Các sĩ quan cảnh sát sau đó kết luận đó có thể là một con sư tử cái và nó có thể đang quẩn quanh tại một trong nhiều khu rừng bao quanh thủ đô của nước Đức. Giới chức sở tại khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà để đi bộ, đặc biệt là không chạy bộ trong rừng. Một chiến dịch truy tìm được triển khai từ 20 tháng 7 với lực lượng hùng hậu gồm 2 máy bay trực thăng, máy bay không người lái, camera hồng ngoại cùng hàng trăm cảnh sát và các thợ săn, bác sĩ thú y. Italy liên tiếp hứng chịu các đợt nắng nóng và đẩy nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C, khiến nhiều người dân chật vật đối phó với cái nóng chưa từng thấy. Các công trình kiến trúc đài phun nước nổi tiếng tại Rome, Italy đã trở nên hữu ích với du khách và những người dân địa phương ở nơi đây, nhất là trong những ngày nắng nóng. Nhiều người tận dụng đài phun nước để làm mát cơ thể khi đi ngoài đường vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày. Ở Rome, vào lúc 10 giờ sáng, nhiều người nhúng đầu và tay vào đài phun nước và cố gắng làm mát cơ thể. Italy đã đạt 23 thành phố trong tình trạng báo động đỏ về nắng nóng. Nhiệt độ ở Rome có lúc lên tới 42 độ C. Nắng nóng được ghi nhận lên tới 47 độ C tại khu vực Sardinia và 45 đến 46 độ C ở Sicily. Trong khi đó, tại Trung Quốc, thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của nước này đang chứng kiến những ngày nắng nóng như thiêu đốt. Bối cảnh đó khiến mọi người phải tìm cách đối phó và các loại trang phục chống nắng nóng đang trở thành xu hướng thời trang tại thành phố này. Khi nhiệt độ đạt ngưỡng 35 độ C, thậm chí có nơi đã chứng kiến nền nhiệt lên tới 80 độ C. Người dân và du khách Trung Quốc phải trang bị hàng loạt các biện pháp chống nắng như mang theo quạt cầm tay, che kín cơ thể. Một số người thậm chí còn đội những chiếc mũ tích hợp quạt làm mát. Đáp ứng nhu cầu của người dân, các cửa hàng cũng bày bán rất nhiều sản phẩm phong phú, từ găng tay, mũ rộng vành đến áo chống nắng làm từ vải chống tia cực tím. Nắng nóng kéo dài ở Trung Quốc đang gây ra những thách thức với nguồn cung điện cũng như mùa màng. Nhiều người lo ngại nguy cơ hạn hán sẽ diễn ra như năm ngoái, đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 năm qua. Một người dân chia sẻ, hơn 30 năm qua chưa bao giờ chứng kiến Bắc Kinh trải qua một mùa hè nắng nóng như vậy. Hình ảnh vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.